hãy nhận những video mới nhất từ channel của Mèo nha. Bây giờ chúc mọi người xem clip vui vẻ. Ta-da! Mày hả Panda? Ông làm gì hết? Có làm gì đâu? Tự nhiên ông làm gì thì ông ai đó? Ai đó? Giờ tôi xài đi. Hai người người nào phải phải người nào muốn nhận cái cây này hả? Tôi không nhận đâu. Cho chị Panda đi, chị Panda nhận đó. Ông ác vừa phải thôi. Ok, thôi được rồi. Giờ, ấy có con zombie kìa. Đừng lo, hút ở đây. Mày tôi. Mày tôi. Hút. Không mà lò phèo luôn. Cái gì? Ông dưới luôn hả? Ừ. Ok. Nhìn đáng sợ quá, nhưng mà chúng ta vẫn phải bắt đầu với cái thử thách là sống sinh tồn ở dưới đáy của đại dương đúng không? Đừng lo, hút ở đây là bờ xí đình. Thấy rồi, thấy rồi. Giờ thằng nào muốn bị phóng? Tao quá. Nào. Ê ghê quá, nào. Đừng có tào lao nào. Nào. Cầm ngược hả? Được rồi, ông đang cầm ngược rồi vậy đó. Đó, ném chết chị Panda luôn rồi. Ném chết. Xin lỗi chị. Hút quá đáng thiệt luôn. Nè, chào mừng chị. Chào mừng chị đã trở lại với đáy đại dương. Thấy không? Đây là bờ biển. Rồi rồi, xuống nè. Thì chị và mèo nên ở dưới. Giờ mình sinh tồn ở dưới là mình sẽ không trèo lên bờ đúng không? Xuống dưới đâu thở nổi đâu ta. Làm cách nào xuống dưới? Đói bụng quá, cho miếng nè, cho mượn cái mai rùa đội nè. Nó bảo hiểm đó. Xuống dưới là phải đợi nó bảo hiểm vô. Rồi, đợi nó bảo hiểm vô. Rồi, cho chị cái luôn. Nó giúp mình thở được vài phút thôi đúng không? Kèo nha. Rồi, đợi cái luôn ha. Đó. Hút cho miếng đồ ăn, hút đói rồi hút này. Đồ ăn hả? Cho miếng đồ ăn nè, đi. Ăn đi, đít nè. Đói quá, cho miếng đồ ăn đi. Rồi, được rồi, đồ ăn. Thật quá, đừng muốn ăn đâu. Tao bẻ khô không? Không, trời cho thịt hay. Anh mình ở dưới biển rồi, mình phải ăn tao bẻ. trời, bắt tao ăn tao bẻ khô. Miếng đừng có đủ. Rồi, cho một đống tao bẻ khô luôn. Đúng rồi đó. Ơi, cái này của tôi phải đem theo đó. Rồi, xong. Ăn nhiều vô. No không? Rồi, no rồi. Mà dở hẹp nè. Ăn này chỉ ăn chay, ăn gặm cỏ vậy trời ơi. Thì... cỏ mà còn bị đứng khô nữa mới. Thì mình là người ăn chay, mình chỉ nên ăn chay thôi. 1, 2, 3, hả? Hả? Chuẩn bị nè, chuẩn bị bắt đến bài xuống. Hui, ôi. Trời ơi. Giờ xuống đáy hả? Wow, ghê quá. Ui, hút bê ghê không? Mình sinh tồn dưới đáy đại dương mà mình phải. Đợi xuống đây. Thằng nào lên bờ thì tôi sẽ phóng cho một cây. Chị bắt chết. Chị sợ xuống nước lắm. Dạ, chị có xuống không? Chị không xuống, hút chứ không chị à. Xuống đi. Xuống không? Đừng không. Chị chỉ biết leo cây thôi hả? Đừng có không hết, đừng lạnh gì vậy. Đúng rồi. Rồi lạnh đây nè. Biết leo cây thôi chứ đâu có. Rồi giờ chúng ta nên lựa nhà ở đâu đi, giờ muốn nhà ở đâu? Không biết nữa. Nhưng mà đi xuống sâu xíu đi. Lâu lâu bên bờ hít thở một miếng nha. Hít bơi lên hít. Rồi. Đâu cái nón rùa đây con. Ơi cái chị Panda chị không còn muốn lặn luôn kìa. Chị lặn xuống mau không? Em phóng vô đầu chị bây giờ. Phải không lặn luôn. Lặn mau lên. Lặn, em phóng vô đầu chị nè, lặn xuống. Lặn. Rồi lặn nè. Ok, đây coi mình có cá voi nè. Ok, kiếm chỗ à, kiếm chỗ đặt tiệc địa bàn căn cứ đi. Rồi để tôi xây căn cứ nha. Ở đây được chưa? Ở đây được chưa? Sâu chưa ta? Rồi đây nè. Cái này hả? Cho tôi nè. Tôi xây căn cứ lẹ lên mọi người. Lẹ lên. Chúng ta sẽ làm một cái máy mà phát oxy để chúng ta có thể sống ở dưới đây. Không, đây là gọi là làm một cái lãnh địa. Chị bơi lên bờ lẹ, chị bơi lên lẹ. Hết hơi. Bơi lên, hết hơi rồi, bơi lên lẹ trời ơi. Mở thì dễ sợ luôn á, mới hết hơi mà giờ đứng ra mà ủa. Chị Panda lần đầu chơi Minecraft nên không biết chuyện gì xảy ra với mình. Hết hơi thì mình đứng mình ủa thôi. Ủa? Chị Panda lần đầu tiên xuống nước. Lần đầu tiên xuống nước. Chị có trúc lần đầu tiên xuống nước thì chị ủa không à? Chị chỉ biết ăn trúc thôi chứ chị không biết xuống nước. Chị biết ăn trúc cái đầu ngay á. Chị thôi. Chỉ ăn trúc và ăn tuyết thôi. Trời, Panda biết ăn tuyết hả? Lần rồi rồi, coi nè. Có gì ăn thôi, chị lấy tuyết ra nhà. Bóp. Rồi, bóp. Bóp. Làm gì hết. Để coi nó. Kế. Đó, rồi xong. Rồi. Có gì á? Rồi bây giờ nhìn sáng hơn chưa? Mọi người kiểm tra coi. Cục này cục gì á? Đó là cục thủy tinh thể á, ở dưới nước á. Đây gọi là Ngọc Long Châu á. Của tôi nhìn thấy sáng trưng luôn nè. Ừ, đó là cục Ngọc Long Châu của thủy tinh hút á. Ngọc Long Châu của thủy tinh hút hả? Ừ. Sao nghe ông nó sao hút. Thì nó là Ngọc Long Châu của thủy tinh hút thì biết cứ là biết rồi vậy đi. Ê xuống gần cái cục này cái tao cầm ơi. Ê cá heo. Ơi cá heo có cá. Ê cá heo của trận á nó cắn đít á. Hả? Cá heo nó chuyên nghiệp là siêu chuyên gia cắn đít á. Ông đừng có xạo ông ơi, cá heo đó thiệt cô. Cá heo người ta cứu người mà. Đúng rồi đó. Làm biết gì hút. Tay ơi, coi tay ơi, con vật nó phục mình trên mặt tôi. Rồi, tiêu diệt nó rồi. Thôi, túi vật ăn không được, kiếm con gì ăn được ấy, cá heo ăn được. Giờ mình phải làm nhà dưới này. Ok, giờ sáng rồi chúng ta sẽ... Nè mèo. Giờ đứng đây đi. Tôi giết chết con cá heo rồi. Ủa, cái này nó giúp mình thở dưới nước thiệt hả ta? Thiệt. Không có gì chết luôn. Đứng ở đây. Đứng xuống. Giờ giao nhiệm vụ cho mọi người nè. Rồi ok đúng. Để hút dao nè, chúng ta phải xây nhà. Rồi, đắp được rồi, đắp được toàn rồi. Mèo. Cái gì? Cầm cái này. Cầm cái sẻng. Trời ơi, cái sẻng bay đâu mất tiêu rồi. Bên hông kìa. Cái sẻng đâu?
Nè, tôi mua mua kìa. Cái xe ký thôi. Đây là môi trường không có động lực. Rồi nè mèo, mèo. Quăng vô mèo nè. Hí. Hí. Chụp. Chụp. Hí. Vô. Rồi sao? Rồi đi đào đi. Ủa, sao Banda không có cây nào hết vậy? Để Banda cho cây riêng. Mèo lại đây coi Banda phải xài cây nào. Giờ chị Banda đi chặt trúc đúng không? Chị Banda nè. À, chị đừng tưởng tượng tảo là trúc rồi chị ăn nha chị. Ăn vô đau bụng chết luôn á. Chụp. Banda đi chặt trúc à. Trời chụp. Phải vô, không quan tâm luôn. Nè, từ đầu ra bơi lên. Bơi lên. Nè, đang bơi nè. Trời ơi, trời lặn xuống bơi lên. Nè nè má ơi nè. Lụm nè nó. Má không hề quan tâm luôn. Để trôi đi luôn nè, chụp nè, chụp lại nè, lặn đây. Mình sống dưới nước, đút lên bờ rồi, là rồi. Sai à, chụp. Rồi. Chụp bơi lên, chụp. Đây. Kè nó trôi đầu kìa, chụp. Chụp. Trời luôn. Ở chụp vậy đúng rồi luôn kìa. Rồi chụp. Rồi chụp được rồi kìa. Nè, chụp nè, lặn xuống. Rồi kìa, lặn xuống, lặn xuống chụp. Lặn xuống, 10 cá. Rồi chụp. Hồi sao ông cho bả cây gỗ không? Tại vì bả gà tôi cho bả cây gỗ. Rồi bả chụp xong bả quăng ra luôn. Sau lưng kìa. Chụp được rồi, chụp được rồi. Nhìn trên đó kìa có cái trúc. Đây đây đây. Bơi lên. Rồi. Rồi mèo lụm của bả luôn rồi. Ủa sao tôi lụm kìa? Mèo quăng ra hồi bả khó lụm lên đó rồi, xong luôn rồi bả lụm tới chiều luôn. Thôi kệ đi, mình cứ tiếp tục đi. Đưa ngay cái tay kìa mới được. Rồi, xuống đây, mèo. Ủa tôi làm gì với mấy cái cây này? Hôm nay mình sẽ đi chặt cây. Chặt cây? Chặt mấy cái cây này đặng mình có đất canh tác. Hả? Không làm gì chứ? Đi chặt cây có đất canh tác làm ruộng với này mình sinh tồn với này mà. Ê, dưới này trồng nước được không? Trồng lúa được không ta? Hả? Dưới này mà trồng lúa được không? Không trồng lúa gì được đâu. Lúa cái này nó uống chết lúa luôn. Mà chưa đi xa xa cái cục đó ra mình sẽ bị tối lận á. Ờ sao? Ờ rồi luôn, nhìn trên đầu kìa. Hả? Tạo everywhere. Ê, hình như mình đang phá hủy môi trường hết đây. Kệ. Mozan sẽ trả tiền cho thứ này mà. Mozan chịu trách nhiệm với việc phá hủy môi trường của tất cả giới trẻ hiện nay. Tôi nghĩ không đâu. Chị mà mấy cái tảo này mình ăn được không? Được, hình nấu lên ăn được. Không thì phải. Nấu lên ăn được. Tảo bẹ này đâu phải nó đâu. Nấu lên thành tảo khô ăn được. Tảo bẹ khô không phải nó đâu. Nó đó. Ê, ông đưa tôi mấy cái này làm gì hết? Gì? Wow, mình đang đứng ở dưới đáy biển mà mình không cần thở gì bởi vì có cái cục phía sau lưng của mình đó. Cái đó gọi là nhà máy tạo oxy. À, nhà máy tạo oxy. Nè, bây giờ thì đầu tiên mình sẽ xây căn nhà. Ok, xây căn nhà luôn. Rồi, căn nhà. Vậy xây nhà để cho ông hút đi, mình chỉ đứng dòm thôi chị Banana, mình chỉ đi vòng vòng với mình dọn cỏ cho ông xây thôi. Đó, mình đi. Ok. Mình đi vòng vòng mình dọn cỏ mới được. Xây căn nhà lên đang ở chứ không phải là chơi đâu. Ê, nhớ trong nhà đừng có nước nha. Trời, trong nhà phải có nước rồi. Vậy trong nhà có nước thì sao? Cái bảng này không có vụ mà lập nước được đâu. Được, ông lắp. Không được, không được. Không được. Bảng này nước chảy qua gỗ. Thôi chị Banana để công việc đặng nhập cho ông hút ông xây nhà đi, mình đi dọn cỏ vòng vòng mà được rồi. Rồi ngồi ông hút ông phải tự đi đào hang tự kiếm sống luôn. Không có vụ đó đâu. Ủa vậy hả? Ờ, bà không kiếm đồ ăn cho mình không? Không, chị em phụ nữ mình chỉ ở nhà thôi, tất cả để cho phụ nam làm. Rồi xong, nhà nè. Thấy chưa, ông làm xong nhà rồi kìa. Rồi chung vô đi. Trời ơi, tôi đang dọn cỏ. Trời, cái nhà của ổng á hả? Nhà của mọi người á. Ừ, cái nhà đó, xây cái nhà gì đâu mà nó xấu trời ơi luôn á. Nhà của mọi người á. Trời ơi, tôi đi lợi lâu quá. Rồi, vô. Oh yeah, nhà. Mừng không? Nhà nè. Mừng không? Có một căn nhà dưới đây nè. Trời ơi. Wow, tạo biển. Mình phải làm gốm sành nó mới đẹp nè. Gốm sành? Ủa gì vậy? Này gốm sành hả? Gốm. Mình làm xây thấy thương hết. Nhìn hết cắm đầu xây kìa. Nào chơi chặn đường vậy? Ông tự chặn ông chứ ai. Rồi xong tiếp tục đi hút tiếp tục. Này dành cho mấy con cá đi kiếm ăn quá. Này gì tôi thấy tôi cho cá lầu kiến đang hầm cái mỏ đi cái kiến. Ê khoan. Gì? Sắt. Bỏ ra nhanh. Rồi. Đập ra. Trời dưới nước mà lấy sắt không biết nó có khác gì trên bờ không ta. Không. Nó được nguyên lóc luôn á. Nó được nguyên lóc, chút mình nấu ra, chút mình nấu ra. Ừ. Đó. Trời ơi vô tình dưới nhà có sắt đào luôn, chứ biết làm gì vậy? Hồi hư cái sàn gốm của tôi đi à. Rồi ok xong rồi. Ở dưới này mình không lắp kiến được. Đào hang đúng không chị Banana, đúng rồi lấy hang, đào hang nấu. Ở dưới này mình không lắp kiến được, mình phải xài song sắt. Ủa sao không lắp kiến được? Ừ. Kỳ vậy? Không lắp kiến, tại vì kiến nhìn nó xấu nên tôi không lắp kiến được. Thôi cùng quá lắp kiến đi, kiến nhìn ra bên ngoài đẹp hơn á. Thôi tôi thích lắp cái này à. Ủa dưới này cũng có sỏi hết à. Sao không? Bộ dưới này là như cái gì vậy, không có sỏi. Không, tại tôi thấy lạ lạ sao, nó nhìn nó lạ quá. Tôi đang lấy hang nè, hồi mình nấu tảo bẹ khô mình ăn nè. Giờ là xuống làm người đại dương rồi. Làm người dưới đại dương rồi, không ăn thịt, ăn cá nữa. Mình đây phải... mình ăn chay đi. Ừ, ăn chay đúng rồi, chuyển qua ăn chay. Nay mình chuyển qua ăn chay. Chị Banh đang ăn chay nổi không? Đúng rồi, chị gấu trúc ăn chay suốt ngày. Bà ăn trứng, bà ăn trúc suốt ngày. Để tôi ăn trúc mà còn cấp cho tôi cái cốc bằng gỗ. Tôi cháy đốt nãy giờ mấy tiếng đồng hồ chưa được cục. Ê, coi chừng hồi bà đó bà gặm luôn cái cốc bằng gỗ á. Đúng rồi, nghi lắm, nghi lắm. Có khả năng lắm. Ủa, ê tôi biết cách lọc nước rồi nè. Gì? Tôi lọc nước thôi, cái nhà mình nó mất miếng nước rồi kìa. Sao keo quá. Thiệt mà. Nhưng mà ở đây mình sống dưới nước, mình sinh tồn dưới nước là nhà phải có nước hiểu không?
Tôi thấy cái ý kiến nó không khả thi lắm không mày. Không, tôi thích nhà có nước mèo. Rồi tôi đào hết hang chỗ này. Nước là tôi giận mèo luôn. Tôi đào hết hang chỗ này rồi. Chị Ba đây làm gì chị? Chị làm gì vậy chị Ba ơi? Chị ơi. Ai của chàng chị tính gặm cái cục nhà. À đúng không? Không, chị đang thử cốc. Chị đang test thử cái cốc này rồi. Đang test thử. Chị đừng gặm cái cục nhà nha chị Ba nha. Giờ tôi phải đi kiếm kiếm cái gì mất tiêu ta? Kiếm cái gì để làm cái lò của ta à? Đá cuội đúng rồi, kiếm đá cuội làm cái lò. Đừng đào đá cuội trong nhà nha mèo. Hả? Đừng có đào. Đào kế bên nhà được không? Nóc nhà màu hồng. Ê, hút. Cái đó này giống như mặt của mèo. Hút nó nghe nè. Hả? Mình xuống nước mình chơi nó tiện ở trên bờ, mình có thể đào thẳng xuống hoài luôn á, tại vì mình đâu té chết được đâu. Đúng rồi. Qua wow, hay sắc rồi nè. Công nhận tôi thông minh thiệt luôn hết. Ông thấy tôi thông minh không? Rồi. Ông đừng khen gì cái đào thông minh của tôi đi. Hả? Thông minh như mấy con heo trên bờ. Tôi đào được rất là nhiều sắc nè, đừng hy dễ nha. Xuống nước chơi sinh tồn dễ hơn là trên bờ nhiều. Tại vì mình có đào cỡ nào cũng đâu té chết được đâu. Hay quá ta. Ừ. Ui. Ghê quá, tối quá, tối quá, tối quá. Bay lên đi, bay lên đi. Thấy tự nhiên thấy sợ, đang đào tự nhiên tới thui thấy mày sợ. Biết, thường thường dưới biển có mấy cái con cá mập khổng lồ. Dưới biển có cá mập hả? Ừ. Không, biển đâu có cá mập đâu. Có. Tôi đâu nghe. Mày không tin mày hỏi mấy bạn ở biển có cá mập không? Bạn này tôi đâu nghe ai nói update có cá mập đâu ta. Bí mật á. Ê, ngộ lắm nha. Vô nước hiện sáng mà ra khỏi nước thì nó tới thui rồi. Ừ. Chị Panda đi đâu rồi? Chị Panda muốn xuống chơi hả? Chị Panda đang đi tìm đường. Rồi, để sỏi lắp lại. Ai dạ. Sỏi lắp không đủ rồi. Rồi lên làm cái lò đi. Ui da áo. Ê đặc biệt cái này mình không có cây hết rồi. Không có cây hả? Ừ mình đâu có gỗ đâu. Thì mình chị Bá Đa. Chị Bá Đa ơi. Hồi nãy hút có đưa chị cái rìu không? Hồi nãy hút có đưa chị cái rìu không? Có. Ê không. Hút ông đưa. Anh đưa chị. Ông đưa cho chị Bá Đa cái rìu cho. Chị chỉ là chị chặt gỗ đi hết. Không được chèn bờ, chèn bờ là thất bại. Vậy cách nào mình làm gỗ? Không cần gỗ. Tôi có gỗ rồi, không cần không nữa. Ai? Đục nhà hả? Chứ giờ cách nào là bằng chế tạo không vợ chứ? Nè, bằng chế tạo tôi cho nè. Hết rồi mà. Trời đất, khó quá, khó khăn quá. Ôi, ông cứ cắm đầu xuống. Tôi sao tôi cứ cắm đầu hoài, tôi đâu phải cá lau kiến đâu. Ông đừng có chạy nhanh, ông đi bộ thôi là được rồi. À, chạy nhanh là mình sẽ cắm đầu xuống làm cá lau kiến đúng không? Đi bộ thôi, dưới này chịu khó đi bộ đi. Ok luôn, ok cho cái bà chế tạo ơi, lẹ lên đi nấu nướng đồ ăn nè. Đó. Rồi đó. Đúng rồi đó, ừ đúng rồi, hút hay lắm. Không biết cái này nè, tôi phân dân cái này nè mèo, cái này đáng đồng tiền lắm nè. Cái gì? Nấu đồ ăn thử kìa. Qua đây. Ủa tôi mới làm cái này mà. Nấu đồ ăn thử đi. À đúng rồi ha, phân dân dưới nước có nấu đồ ăn được không? Tiên. Wow. Đúng. Dưới nước. Chị Panda thấy gì không chị Panda? Hình như bà không thấy gì chờ luôn. Không ngờ luôn. Được, nấu bình thường, đó. Hay. Ghê quá. Nhưng dưới nước. Ê. Hình như dưới nước mình lâu đói hơn trên bờ nha. Dưới nước mình phải bận cái này đi. Bận cái gì? Bận gì? Nè, bận cái này. Ủa bận cái gì vậy? Là chúng ta sẽ làm người thủy cung. Chúng ta phải bận cái gì nó giống dĩ cá. Vậy đó hả? Cho tôi cái quần coi ông, xong cho tôi đồ kỳ cục vậy. Đây là cái quần trên đầu kìa. Tao quần đâu? Rồi luôn. Rồi chị Panda còn biết lụm cái quần á, cái mèo không biết lụm. Mèo đần độn. Ông cho tôi biết coi. Rồi nè. Okay, nè chị chậu cho cái quần nè. Ok được rồi. Rồi đổi cái quần đầu luôn rồi. Cái nón thôi, đổi nón rồi. Dễ thương. Ủa xong cho bà, xong cho chị Panda đồ. Tại bà hả? Okay. Vô dụng cho bà làm cái gì để phóng cho bà ăn cây nha. Rồi thôi bà tự bận vô được luôn nè. Rồi đẹp quá. Trời đẹp không? Ui da ba người. Ba nàng công chúa dưới thủy long cung. Ê ba nàng đâu, đây là vua cha. Vua cha đây hai con. Không còn đây là ba sách chiên nè, ba sách chiên cái con là... con cua đi theo công chúa. À con tôi là công chúa đúng không? Công không chúa mèo là con cua á, còn chị Panda công chúa. Tào lao vô viên vừa bạn. Mèo ơi. Cái gì? Nó bao nhiêu chết? Ơ luôn cấp ba. Ơ luôn cấp ba. Sao bỏ tôi đâu? Ơi. Wow. Nhà dưới này không sợ tim đi. Không sợ tim đi. Thế nghe nè. Cái cục này hay quá. Cách nào tạo ra cục này ông chỉ nó đi cho chỉ cho mọi người chơi làm nhà dưới nước luôn. Thì cái cục đó tạo ra là bằng cách mình sẽ xây theo cái kiến trúc của tôi á. Xây theo kiến trúc của ông hả? Ừ. Tại tôi thấy ông xây cái đặt cái gì ra cái được cái cục này á. Đó, đặt tên là Bonnie. Wow, an toàn tuyệt đối luôn hết, không bao giờ sợ chết luôn. Không bao giờ luôn á. Ừ. Công nhà ở đây bền kinh khủng luôn á. Đúng đặt rồi đó. Biết bao nhiêu TNT mà chúng ta sẽ không bao giờ bị banh nhà. Coi hút ác độc rồi, coi kìa. Wow. Em tôi phá hết. Tôi đứng lên cục TNT coi ông làm có nổ thường. Nè đứng lên nè. Ping. Wow. Oh no. Chết thiệt trời. Mèo đã chết hả? Ngu. Đồ của mèo lại bay tứ tung. Ok kìa mèo ơi. Mèo vô đây coi nè, nhìn lên trời. Đồ, nhìn lên trời. Đó. Trời ơi, đồ của một tôi. Một trời đồ luôn không?
Cái này kêu bằng một trời đồ luôn nè. Đồ của tôi. Mèo đó thất bại trong việc sinh tồn dưới nước. Đồ của tôi, trả cho tôi. Ok. Tất cả lỗi của ông, tại ông rủ tôi á. Không biết nữa, tôi muốn lấy cọng dây này, tôi móc cổ con cá heo á. Hả? Muốn lấy cọng dây tôi cột cọng đầu con cá heo lại. Làm gì cột được, dễ gì. Thì tôi để tôi bơi vòng tôi kiếm tôi gom cái đầu lại. Cái dây đồ ăn của tôi đâu rồi? Mèo. Cái gì? Tan 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 tan. Đảo lại cho người con đi, cho người con, cho người con. Không, đây là kêu bằng vua cha dẫn lính đi từng tra nè, từng tra biển. Có vụ dẫn lính đáng ra là phải lính mà đi heo ok, cho có vụ dẫn lính nghe kỳ vậy. Tảo hả, hối cho tôi con nha. Dạ tôi đói bụng mà tôi cần cá. Nè tôi có tảo bẹ khô nè, ăn không? Không cần tảo bẹ khô luôn. Đang đang họ tôi đợi chơi rồi hút. Tôi đang chơi mấy cá heo. Ê dưới này có một cái nguyên một cái rảnh đất luôn. Wow đẹp quá. Wow. Đừng dùng dưới, chơi ra. Wow. Chị Bina là coi nè, đẹp lắm nè chị Bina. Thì bếp của nhà mình sẽ là cá heo. Cá heo, Duffy. Nó tên là gì đúng không? Dolphin. Dolphin. Nè. Wow. Wow, đảo à. Đây là rãnh nước Maria đó. Wow. Rãnh nước sâu nhất đại dương á. Đẹp thiệt luôn á. Có bong bóng đẹp quá à. Đừng có đứng lên, chị mất máu á. Đừng có đứng lên, bong bóng mất máu á. Wow. Đừng có đứng lên, bong bóng chị Panda. Chết. Bơi lên, bơi lên, bơi lên, bơi lên. Tiêu ơi. Tiêu ơi, đi xa nhà quá. Quên về. Chết, quên về. Quên về liền chị Panda, sắp chết rồi. Không, sắp chết rồi, đi xa khỏi nhà là bong bóng nó sẽ nổ. Mình mất cái cục bảo hộ rồi, kìa, ánh sáng kia rồi. Đi lên, ok, vô rồi, an toàn rồi. Chị Panda về kịp không ta? Chị Panda ơi, chị Panda. Kìa, kìa, hỏi về chị Panda ơi. Quá, cá heo. Chị Panda. Ê, cái này giống trong phim của Doraemon đúng không? Ôi, mấy cá heo kìa chứ hương. Nhìn nó hơi hành hạ làm vật, nhưng mà nó dễ hơn. Nó chết rồi. Kệ nó. Sao hả, sao nó chết uổng hả? Tại vì nó cắn lộn nhau mèo. Ôi, cho cá ăn không? À, đang cá kìa. Ông làm gì hết? Làm ruộng, ông nói trồng lúa với này, nó ung lúa chết lúa mà. Tôi trồng táo bẹ chứ bộ. À, táo bẹ không ăn được. Được, nấu lên ăn bình thường, nó ăn ngon lắm. Tao vô nhà tôi nấu thử coi. Nữa, chết nữa kìa. Rồi, cá heo này là cái loài động vật mà mình không thể nào nuôi nhốt được rồi. Mình phải nuôi thả. Mẹ thôi mình đi phóng lưới đi, mình đi đánh cá đi ha. Đi đánh cá hả? Ông đang đánh cá hả? Cho mèo cá xô nè. Cho tôi cái xô chi vậy? Thằng mèo đi bắt cá đem về ăn chứ làm gì? Ok đây, đưa tôi cái xô tôi đi bắt cá nha. Từ từ để tôi xây cái chuồng nghe. Đây là chuồng cá. Chuồng. Ở trên chuồng. Trên bờ mình có chuồng heo, chuồng lợn, chuồng chó, chuồng mèo, chuồng khỉ. Dưới này ở dưới mình nước có chuồng mình cá. Có chuồng cá. Rồi xây lên. Sao ông chưa đang tìm kiếm được ngôi nhà? Rồi, bả đi xa lắm luôn rồi đó. Bả về kìa. Ủa? Hút. Hả? Hút dọc cái cây mà chị trẻ đâu rồi? Cái cây đinh ba chị muốn ăn cây này hả? đúng rồi nè, cho chị cây đó đi. Đó rồi giọng như mặt chị cái này đó. Bà đang bụng, bà muốn kiếm đồ ăn kìa, cho cây đó đi. Nè nè chị bắt đây, chị bắt đây cho chị mấy miếng tàu bè khô rồi đó. Tàu bè khô đằng kia, đằng kia kìa. Trời, cái là bà đi kiếm liền. Bà mới chơi bà rác bà chơi giờ nó cười quá. Rồi nè mèo chuồng cá nè. Rồi ông đậy nắp chuồng cá lại, trời ơi không biết. Không cần, cá này nó ngu lắm, nó không biết bơi ngược lên đâu. Thôi tôi không tin đâu, đậy nắp giùm tôi cái. Thiệt, giờ mình thử trước vài con đi. Ông thiệt lắm hả? Cho nó đứng thử coi. Ờ, ông vô đó đứng coi hút cái dừa không, cái đã là cho mấy cá vô. Ừ. Nè, tôi chung vô nè. Rồi xong, thấy không, tôi mà cả là mấy cá tôi vậy nè. Bây giờ đưa ra chỗ nào. Đúng rồi. Cá nó ngu lắm mẹ không? Tôi mà thả nó ra mà nó bay đi, nó bơi đi luôn, ông tính gì? Vậy là nó giống mèo. Gì? Là nó ngu giống mèo. Ai nói? Vậy là thông minh, nó thông minh. Phát cho mọi người hai cái xô đi tìm cá nè. Ủa, không phải xô có nước hả? Sao xô rỗng kìa? Thì xô rỗng thì hồi nó đứng dưới nước là nó có nước lên chứ gì? Đúng không? Vậy đưa tôi xô nhanh. Ngu. Đưa tôi cái xô. Đây. Nè, cho chị cái nè, nó phải chọi xa xa vậy đó. Chị, tào lao. Rồi. Rồi, dạ. Cầm cái xô đi kiếm cá, móc múc nó vô. Múc nước vô trước kìa vậy. Rồi, đi kiếm cá, múc nó vô đi nè. Thấy cá rồi, đang tiến tới chỗ của kẻ tình nghi. Ở đây có hai kẻ tình nghi đang đứng nói chuyện với nhau, không phải là ba kẻ tình nghi, bốn kẻ tình nghi luôn. Múc mày vô. Rồi, xong. Yes. Rồi chị Panda đứng luôn, không dám múc luôn, y như Nemo vậy đó. Y như ba của Nemo vậy đó, không dám bơi ra. Kìa, con mẹ bơi ra kìa. Cá, cá. Mẹ không biết bơi luôn, ta nhắn cần cho anh bơi chị ơi. Ba không biết bơi luôn. Nhấn cái chọn nó trời ơi. Trời vậy mới múc múc chuột phải. Ủa? Múc cá, nhìn vô. Ủa? Cá múc nó. Nhìn vô múc đó, múc nó đi. Cố lên. Trời ơi, bá lượn vòng. Đâu. Nè nó đây nè. Múc nước vô trước, bá không phải chưa múc nước hay gì á. Đây nè.
Múc được chưa? Kìa đó. Rồi, múc rồi, rồi. Rồi, xong. Đấy, mừng, mừng quá. Chiến thuật câu cá là múc con cá vô, không cần câu nữa. Thật là hay. Ok. Giờ về chuồng thả cá chưa? Chuồng vô chị ơi, chô nhá đây nè. Khoan, kêu bà vô cái thả ra. Coi cá biết bơi lên. Trời, chị gì? Nó mà bơi lên nó mất là tôi sẽ giết không hết. Không, nó bơi lên đâu, cá ngu lắm. Nè chị ơi. Rồi. Trời ơi, trời trời, bà lặn lội từ xa về nhà thấy thương rồi. Nó bơi ra rồi. Thấy chưa? Khổng mày. Múc nó lại mèo. Ủa rồi giờ sao? Ây da. Giờ mình thả cá vô. Bà không biết vô chuồng luôn. Ông đẩy cái chuồng nó hết. Ok. Rồi cho cái cửa, cho cái cửa. Bà sợ mình nhốt bả luôn kìa. Cho cái cửa, cửa ra, cửa nắp. Từ 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 nè. Ừ đúng rồi đó. Rồi bơi vô. Bơi vô, bơi vô, bơi vô nè. Coi cho chị Panda bơi vô là không bao giờ bơi ra được luôn á. Đó, xong, bơi ra, bơi ra. Bơi ra chị. Thầy đắp lại. Đó, rồi tới chị Panda, tới chị Panda. Coi nè, coi bác bả mắc cười lắm nè nha. Bả chung vô là bả kẹt luôn trong đó luôn á. Chung vô, chung vô. Dọn cái đầu qua xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Rồi, thả cá ra, thả cá ra. Nhấn chuột phải thả ra. Thả chưa, thả chưa. Rồi, bơi ra chị. Rồi, xong rồi, bơi ra. Cá nó tính chui ra kìa. Nhiều lắm mà. Rồi. Chị Panda thả cá ra ngoài, kẻ phản bội. Sao? Nhốt chứ mà lặn luôn, chứ mà lặn luôn. Rồi giờ cho bà ở đây làm thay con cá. Bỏ xuống luôn. Rồi, xong luôn. Tại sao chị thả cá ra ngoài chị Panda? Đây cái xong nước giả vô mặt. Rồi được rồi. Chị sẽ nằm ở trong đó vĩnh viễn. Oh no. Oh my god. Cái tội gì? Tại thả cá ra chị Panda sẽ thay thế cho con cá. Rồi chị chung ra lẹ đi, để em vô đây rồi. Em thay chị. Gì quá, vô thay hả? Chung ra, rồi luôn. Giờ em cho chị 10 giây mà chị chưa chung ra được là chị ở đây luôn. 1, 2. Rồi, ok. Wow. Bà khác, bà không như tôi tưởng. Đó, thả Nemo rồi ra, đó đúng rồi. Đúng rồi. Cái chuồng này là chuồng nuôi cá của tụi mình này. Có con này hơi nguy hiểm này, đừng có chung vô đây nghe. Con nó chết phát học chết luôn. Vậy cách nào mình lấy cá mình ăn phải không? Mình làm cái lỗ nhỏ nhỏ thôi. Ê, thử thả nhiều cá luôn, thử ra là sao. Đi cách lấy cá nè. Đưa cái chiếc đó. Ok. Tôi làm cho cái hồ này gọi là hồ cá nguyên sinh. Wow. Hồ này gọi là nguyên sinh hả trời. Tôi thấy hồ này mới. Hồ này là không hề nuôi nhốt nha. Hồ này hồ tự nhiên nha, không hề có giống gì nhân tạo hết. Không hề nuôi nhốt. Ủa? Mấy cá khác nó bu lại nó chơi. Mấy cá khác nó bu lại nó thấy cá, nó bu lại nó chơi. Không thấy hả? Cái này mình gọi là dùng chiến thuật dùng con cá dụ con đực á. Chật lòng quá nó chết kìa, chật lòng quá nó chết. Không có chết, không có chết, không trời có chết. Nó chết kìa. Vậy là nuôi nhốt nhân tạo thành công rồi đó. Ê mấy cá nó bu lên nhà mình kìa. Ừ, biết chứ. Nemo quá trời luôn. Lụm vô. Không sao đâu, không sao đâu. Ê hình như mấy con cá nóc nó ăn mấy cá khác á. Có kìa. Ừ, mấy cá nóc mất dạy nó ăn mấy cá khác á. Không phải, thấy chặt quá, chặt quá. Không phải chặt đâu, mèo đấy nhìn ở dưới á, nhìn dưới chân á. Hả? Nhìn dưới chân á. Mấy cá nóc nó ăn mấy cá. Đúng rồi, như nó ăn cái gì á, tôi gom quá trời ép xác luôn nè. Ừ. Kệ nó. Chuồng nuôi nhốt tự rồi, nhiên. Rồi xong rồi. Ok, chúng ta có rất nhiều cá cho tối bữa tối hôm nay. Rồi, đem vô làm thịt liền. Rồi chị Panda bả nhìn mấy cá bả ngu người luôn rồi kìa. Ok, coi như cái clip sinh tồn của mèo đến đây là kết thúc. Tụi mình đã có thể sống dưới nước, thở dưới nước, xây nhà dưới nước và nuôi cá ở dưới nước nữa, chỉ có điều là chưa có trồng thử thôi. Hút trồng trồng thử hút. Ở đây thì tôi thấy là hình như mình không trồng được gì đâu, mình chỉ có tỏ bẹ để ăn thôi. Ừ, đúng rồi đó. Nếu mà sống thì mấy bạn ở dưới nước ăn tỏ bẹ thì các bạn dưới nước các bạn sẽ thành người ăn chay. Cá. Không, người ăn chay. À, mình được phải ăn cá và ăn tỏ bẹ tại cá. Ừ, mấy bạn phải thành người cá. Đặc biệt là dưới nước, dù bất kỳ ở đâu nha, nhưng mà cái lò đấy vẫn hoạt động nha, nấu tất cả mọi thứ nó cần. À đúng rồi, mấy bạn có thể mời một con gấu trúc chung nước. Bởi vì nó, đằng nào nó cũng ăn chay mà nó không cá đâu mấy bạn. Ừ đúng rồi. Con tảo nó không có đo hết ơi. Con tảo nó không có đo. Thì ăn nhiều tảo, ăn không no thì ăn nhiều vô. Rồi, clip này kết thúc tại đây đó nha mọi người. Thích clip này thì đừng quên nhấn like và sub cho Mèo Red Hood và chị Panda nha. Chỉ là chị Panda thôi, bỏ chữ TN ra sao nha chị Panda. Panda TN là Panda Tây Ninh á. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở nhiều clip sau nha. Bye bye. Bye.